bão Krathon trở thành siêu bão thứ hai trên biển Đông. Đạt cấp độ gió 16, giật trên cấp 17, bão Krathon, bão số 5, trở thành siêu bão thứ hai, sau siêu bão Yari, đi vào biển Đông trong năm 2024. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay, ngày 1 tháng 10, bão Krathon đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2024. Ảnh vệ tinh siêu bão Krathon lúc 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 16, cấp siêu bão, giật trên cấp 17 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Tốc độ khoảng 5 km/h. Bão Krathon gây gió giật cấp 17 trên biển Đông, sóng cao 9 m. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Đến 4 giờ ngày 2 tháng 10, siêu bão Krathon ở vị trí 21,7 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Siêu bão Krathon mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, mỗi giờ đi được 5 km. Trong 24 giờ tiếp theo, siêu bão Krathon di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 10 km và đổ bộ vào đảo Đài Loan, Trung Quốc và suy yếu dần. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, siêu bão Krathon di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km, tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của siêu bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía bắc vĩ tuyến 18,0, phía đông kinh tuyến 116,5, có gió mạnh cấp 10, 13, vùng gần tâm bão cấp 14, 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 7, 9m, biển động dữ dội. Để chủ động ứng phó với bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, công thương, TTTT, ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh, Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Cạnh đó, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, phía bắc vĩ tuyến 18,0, phía đông kinh tuyến 116,5 và sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan báo chí tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh. Ứng phó.